Du lịch Thái Lan bạn có nên đi xe taxi của Thái Lan hay không? Và đi du lịch taxi của Thái Lan có rẻ hơn Việt Nam chúng ta hay không? Đi du lịch Thái Lan có rất là nhiều những phương tiện để chúng ta đi, thì một trong những phương tiện mà thuận tiện đó chính là taxi, thì bạn cũng nên hãy đi lên taxi. Và taxi của Thái Lan rẻ hơn so với Việt Nam của chúng ta nhiều, bởi vì taxi của Thái Lan người ta sẽ không chạy bằng xăng, không chạy bằng dầu, mà người ta chạy bằng ga. Và khi đi xe taxi của Thái Lan thì km đầu tiên người ta sẽ tính là 30 năm bạc, tuy nhiên thì những cái km tiếp theo khá là rẻ, cho nên taxi của Thái Lan rẻ hơn so với Việt Nam. Nếu mà taxi kẹt xe vào những giờ cao điểm và đi trong trung tâm thành phố, những cái đường kẹt xe, thì nhiều khi sẽ mắc hơn so với Việt Nam của chúng ta, bởi vì kẹt xe của Thái Lan nó kẹt có một buổi thôi, buổi duy nhất, đó là buổi từ sáng cho đến tối. Vì thế thì quý cô chú anh chị chúng ta hãy cân nhắc những cái phương tiện đi du lịch Thái Lan sao cho thuận tiện nhé. Nhưng trải nghiệm taxi, đây là một trải nghiệm rẻ ở bên Thái Lan. Du lịch may mắn, chúc cho những bạn nào có hết đoạn video clip này gặp thật nhiều bình an và may mắn nhé.